Ok, Dạ giờ ghe đã tới chỗ neo rồi. Mấy anh em đang ăn cơm. Ăn cơm xong là bỏ thúng xuống mấy anh em câu. trong đầu điện là cái. Dạ xin mời cả nhà ăn cơm luôn. Ở nhà giờ này ta đang ngủ ăn cơm. Ơ sao rồi nhốt chồng tôi bên đó không ngờ. Nhốt đi làm đi ăn đi nhốt về chồng. Giờ mấy anh em cơm nước no nê hết rồi, giờ chuẩn bị bỏ thúng trong xuống thúng câu. Đồ cá cơm vậy chỗ hàng hàng rồi gần nhà không? Sống rồi gì bên đâu người nấy. Còn canh. Dạ xin chào buổi sáng cả nhà. Nãy giờ mình bỏ thúng, bỏ mấy anh em đàn thúng xuống. Giờ mấy anh em đàn thúng giấy đi kiếm chỗ neo câu nè. Bữa nay là mình bỏ mấy anh em đi lắng lắng lên cao đây cho mấy anh em câu kiếm cá căng cá đồng. Mấy bữa giờ câu rạn câu cá mú thì cũng kiếm gạo được, mà nó cũng thưa bớt rồi do lợ nước nó chảy á. Câu rạn sợ nó dính rạn dính đồ khổ mấy ông, nên bỏ lắng lắng lên cao đây cho mấy ông câu. Giờ cũng mong cả nhà xem video ủng hộ kênh. Giờ bây giờ mình về xong mình sửa soạn để câu. Giờ mời cả nhà theo dõi video để coi để mình với là anh em đàn thúng bữa nay câu nhiều ít gì không. Dạ xin cảm ơn à. Dạ bữa nay mình cũng giới thiệu về cái nghề của mình. Nó rất là đơn giản cả nhà. Đây là một ống câu để ngâm cá thu. Đó, ống câu ngâm cá thu. Và đây là một ống câu cước không để làm thẻo. Để nó bớt đồ mình thay thẻo. Và đây là hai ống câu đất. Đó, hai ống câu đất. Ống câu đây là nó xuống đụng đất để câu, là dân biển ta gọi là câu đất. Hai ống câu đất và một khẩu chì. Đó hết. Đó, nhiêu đó thôi. Hai hộp lưỡng. Nó rất là đơn giản chứ không có cái gì rườm rà hết nha cả nhà. Đó, hai ống câu đất, một ống câu thẻo thẩu chì và một ống câu cá thu. Dạ cái nghề mình chỉ có nhiêu đó thôi. Để mình quay sơ giới thiệu cho cả nhà biết. Bữa nào cũng cho câu hết rổ mò, đây là kiếm gạo à. Bữa giờ đi câu rạn câu cá mú, đợt này có đợt cá mú câu ngon ghê, câu kiếm gạo thì bây giờ nước nó chảy quá, với lại cá mú câu thét nó cũng mỏng rồi, nó muốn làm nước đầu tháng này nước nó chảy xăng quá người ta câu không được, cá nó cũng chậm ăn, cho nên đi vô lòng lộng đi câu cá căng cá đổng lại. Đây con cá nóc đầu tiên nha cả nhà. Con cá nóc đầu tiên nè. Sớm mai gặp cá nóc rồi. Cái gì đây, cái gì đầu tiên đây? Nãy con cá nóc là không có tính. Cá nóc là lấy không có lấy, bỏ không có tính. Giờ đây là con cá đầu tiên nè. Cái gì đây? Mong sao mà không phải cá nóc.
Đây con cá thẩn. Đây con cá thẩn nha cả nhà. Cá mới thẩn. Đây tiếp tục con đóng tú nữa nha cả nhà. Con đóng cú nữa nè. Câu đây vừa tới đất là câu đây ăn rồi. Cái này cả động cú luôn á. Cái căn. Con cái căn đầu tiên cả nhà ơi. Nãy giờ được mấy con động cú, con đã thửng. Giờ được con cá căn đầu tiên. Con đồng cứu ơi. Tháng này cũng chưa có chín mùa của cá đồng cứu. Cá đồng cứu chín mùa của nó là cuối tháng 7 bắt đầu tháng 8 á, là cá nó mới ăn mờ dày. Đây chỉ câu lộn lộn rồi, bữa nào rồi vài ba ký thôi à, là nhiều á, chứ chưa có đúng mùa chín mùa của nó. Lên nước sâu rồi giật sướng, giật hết ga thôi à. Đây con cá căng. Đĩa nhỏ 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 à, phải rình 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 mình giật. Cái con căng lớn cái này. Con cá căng, con cá thẩn. Ui, trời, quậy. Cá căng nó nằm im ru như là chết ấy. Bỏ vô trong xô rồi nó mới quậy. Giả bộ nằm im vậy chứ mà gỡ bằng tay là lấy khỉ. Sơ hở cái nó búng cái chết tay.
Đây dầm vẫn sáng đây nha cả nhà. Thấy cũng được à. Đây là được con cá đổng hồi nãy mình rộng nè. Giờ là mình móc xuống mình bẹt rồi mình ngâm cá thu coi bữa nay bà cậu có cho kiếm con cá thu. Trời ơi. Chứ sắp sửa móc nó nhảy xuống cái chấm rồi. Tiêu rồi, hết màu móc luôn. Đây được con bẹt má nha cả nhà. Nãy mình móc con cá đổng cái nó nhảy cái chấm rớt mắt á, chạy mắt à. Giờ được con bạch má, giờ mình móc lại nè. Bạch má móc nó nhanh chết á. Nó có nước chảy á. Nước mà chảy xăng á thì móc nó sống. Còn nước mà im im móc lát cái nó chết à. Đây con bạc má cho mình bạc ra nè. May mắn bà cậu cho bữa nay được con cá thu. Ô nó chạy mạnh ghê, nó chạy nhận chai nhận đồ lắm. Đó. Nó làm cái chai chạy ghê. Mạnh ghê. Chạy mạnh mạnh vậy chứ nó cũng dở. Lát nữa nó cũng chết à. Nước chảy cho xăng à nó mới sống dai. Đó là cái chai thấu vô trong kia luôn nè. Con dợp con đổng. Cái gì đây thấy cũng nặng. Ăn nó chạy giống cái mú cái gì mà. Ô cá đổng. Cái thửng, chú cho cái thửng bự nè. Cái thửng đây là người ta làm chả. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Càng lớn, càng lớn. Ôi cho nó móc nè. Ăn ngay mỏ không? Ăn nó ngay cái mang con mắt nè. Tướng nước không? Thấy cái tướng nước ó ẩn à. Thấy cái tướng nước ổng đi gớm không? Ô cả nhà. Ô trời bá khổng lồ luôn à. Bữa nào tới khu vực đây cũng gặp ổng hết á. Ô các ông dựng. Con cá lên câu con cá căng đây á, khi mà nó tới nó ăn nó rỉ đi đi, mình đừng có nôn giật liền. Giật liền là nó chưa nuốt chưa sóc đâu. Mình phải nương cái tay mình theo cho nó nuốt nó nuốt vô rồi mình giật nó sóc. À, căng lớn nè. Nó nằm im ru luôn à. Chứ thiệt sự bỏ vô thùng nó quậy ghê. À.
vài trăm trăm nữa. Không giờ lên đây có dấu không? Sao nãy chỗ dân câu 5 số con đi ơi. À, mới giờ lên à hả? Còn động răng hay động cứng? Cứng hả? Mấy ổng giờ vô hết rồi hả? Cái gì á? Nóc hả? Ừ, nóc chút chút phá mờ cũng từ à. Mới giờ lên dầm mới nha cả nhà. Mới giờ lên nằm dầm mới, nó xuống một chút rồi nó ăn này. Sáng giờ câu dưới đá được ít con. Giờ lên dầm mới anh đây. Đây con căng lớn cả nhà ơi. Wow, con cá nóc. Mới giờ lên dầm máu ăn được con cá căng, giờ con cá nóc tưởng nó cá căng nữa chứ. Cá nóc là nói về nghề câu người ta sợ cá nóc á. Phá mồi cái là nó cắn cắn lử, cắn cước gương. Nó câu gặp cá nóc là thấy ớn à. Việt Nam bây giờ tàu nhỏ chở hàng quá trời tàu luôn à. Tàu khoảng 3-4 ngàn tấn rồi, 2-3 ngàn tấn rồi quá tay luôn. Ra tới mấy bản đây câu là tàu nhỏ nó chạy nùm nụp luôn à. Việt Nam giờ tàu nhỏ nhiều ghê á. Thanh Long 09. Tàu đây chắc cỡ cũng cỡ 4-5 ngàn tấn á. Rồi đã thử. Lâu lâu ăn con. Cái đây mà cái căn đây mà nó ăn, nói mà nó ăn ăn liền như cá mú thôi chứ kiếm gạo kể gì ha. Lâu lâu về ăn con. Nói xuống ăn như cá mú vậy. Hết ăn chạy xuống. Hai con cả nhà ơi, hai con càng lớn. Con càng nhỏ. Sớm giờ mới bắt được á. Quá đã luôn.
ngang đây câu nước sâu sâu đây kéo hai con nó đã tay rồi cả nhà ơi, giật cái gạt xuống cứng ngắc, kéo kéo từng nhịp nó gạt 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 đã tay rồi. Cho nên câu cá là mình hấp dẫn cái chỗ đó. Nó căng tiếp nè một con. Nó căng tiếp luôn cả nhà ơi. Nó giờ lên, giờ nãy giờ lên đây ngon ghê. Hay là gió lại nó ăn biết gì. Hồi sáng gió mát mát nó ăn cũng được hồi cá đỏng cá đồ luôn mười mấy con. Rồi cái ông im lén luôn, im lén bóng luôn. Nó không ăn nữa. Rồi nãy giờ lên đây cũng chậm ăn, bây giờ gió mát mát là ăn sao á. Làm dây 4-5 con luôn á. Căng lớn có, căng lỡ có. Căng tiếp nè. Căng cộng cộng lớn lớn cộng cộng ngon kìa. Dạ. Cô nó ăn này. Ăn mạnh cũng ăn bò da luôn nè. Nãy giờ mình giờ lên dầm đây được như đây nha cả nhà. À, giờ này cũng trưa rồi, cũng 11 giờ kém rồi. Mong cho câu được ít nữa trứng gạo. Giờ này lại gió nó ăn ngon ghê cả nhà ơi. Hồi sáng giờ mới gặp được cái dầm đây nè, cái dầm trưa đây nè. Hồi sáng được bộ cá đỏng cá căng luôn được mười mấy con. Rồi im lén gió nó không ăn gì hết, giờ vòng 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 nó cũng không ăn hết. Rồi giờ lên lại cái dầm đây. Rồi bắt đầu gió lại, gió phèo 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 nó thở nam lại mát mát nào, ăn rai 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 ngon ghê. Cá lớn có, cá lỡ có. Cái lớn cái tổng á.
đó. Mời nhậu cả nhà, mời nhậu. À, ăn dính cái rau nữa nè. Thấy chưa? Nghi rồi, cái đu nặng nghi rồi, giật mạnh sốc lử. Giờ hết giờ câu rồi cả nhà. Giờ mình đi vớt thúng. Giờ này 1 giờ rồi. Nhờ cái dầm chỗ đây nè, kiếm cũng 3-4 kg các chàng ha, cỡ 4 kg á. Nhờ dầm gió lại đây nó ăn chứ. Cá nó còn ăn nữa mà giờ hết giờ rồi mình đi vớt thúng vô. Số lượng cá mình giờ lên đây mình câu ngon ghê cả nhà. Được con nãy, được con mực nè, được con bạch tuộc nè. Bữa nay kiếm gạo được cả nhà ơi. Mấy bữa giờ đi cá rạn, giờ đi cá căng, thấy lượng cá như đây kiếm gạo được cả nhà. Giờ mình đi vớt thúng vô. Giờ lên đây bịn luôn á. Năm con. Hả? Năm con. Từ dưới đó giờ lên đây á hả? À. Bịn luôn mà, cứng luôn mà. Bơ giờ lên đây gặp lên đây vô dầm trước các con vợ giờ lên đây năm con này. Năm con già. Lớn hay gì? Bốn luôn rồi. Qua trăm mấy ngàn, 300 chơi nữa trời, mấy con độ 300 ngàn chơi nữa. Về ghe là ăn cơm à. Bây giờ lúc này ta bao cá ngừ này cả nhà. Có dàn lưới rộng kìa không? Đây ghe, đây là ghe lưới ngày nha cả nhà. Toàn là người ta quýnh lưới quanh ngày mà rồi đặt nó là lưới ngày đó. Nó có tên gọi khác là lưới quay. Giờ ghi đã tới bờ rồi nha cả nhà. Giờ mấy anh em đang bỏ thúng. Hai giờ rưỡi. Còn đây là số lượng cá của mấy anh em đang thúng nha cả nhà. Mấy anh em cũng kiếm gạo được. À. Đi tìm cái gì vậy? Bà chạy lăng xa con đi tìm cái đậu. Ai một cái con chó hả? Ủa cả mi. Ui cái cà. Đúng không? Là.
chăn cho xong giữ. Đó, số lượng cá mình câu ngày hôm nay nha cả nhà. Nhờ lên gặp dầm cuối nè, gió lại nó ăn ngon ghê. Thôi video mình tới đây tạm dừng nha. Tạm biệt cả nhà. Hẹn lại video sau.